Cho con gửi biếu là 200. Dạ, để mua đồ ăn. Dạ. Dạ thôi cho con gửi biếu cô 200. Dạ, để cô mua đồ ăn. Dạ. Xúc động khóc luôn. Gặp sư đi khất thực gửi tiền cho. Dạ.
đem gạo tới cho gia đình ba mẹ con. Rồi bà đi đâu hết rồi? Dạ, cho con gửi 1 chục ký gạo. Dạ, của đứa em nó gửi cho. Cho 1 chục ký gạo cái chị đó khóc luôn, cảm động khóc luôn rồi. 1 chục ký gạo khóc luôn. Dạ con chào bà, khỏe không bà? Khỏe lắm rồi. Khỏe. Bà nghe tiếng Việt được không? Nghe không được đâu. Nghe không được luôn. Nghe được. Nói được. Ờ, xuống từ từ bà ơi. Chị mấy bữa gài có đi làm gì không? Dạ. Không dám bo mẹ mình ơi con chi đi đâu đi chút đi con ba tuổi hai mẹ con lớn tuổi trơn rồi đâu có bỏ mình lên được. Ví dụ đi như có ai cho gạo tôi lãnh rồi đem lên đây cho. Dạ. Không có làm gì giá tiền chứ. Không có làm gì ra tiền chứ á. Ở nhà chăm mẹ nè. Mẹ tiêu ương bên máu. Nhiêm son mẹ đó nhiêu mong lắm. Bên già mà. Đi mà mướn được không? Ờ, người ta kêu mà đi không được. Đi không được. Nó coi bà ở nhà nè. Không có, bà đâu. Sợ đi tiêu, đi sau với không được á. Con ở nhà thì cũng được á. Gạo thóc nhờ người ta cho ăn không à. Người tiền mua đồ ăn, ví dụ như có ai gửi giúp đồ không chị? Tiền nhà nước cấp rồi ăn nhín gì đó hả? Rồi gạo như hàng ngày đó, ví dụ như hết gạo rồi thì sao? Người này người kia cho chung đinh cũng ăn xong thôi á.
Dạ. Không có ông tê, cái thằng có xin ông tê người ta ăn cho ăn cũng không dư, gạo dư mà tiền bạc cũng không. Dạ. Không hết đâu có. Dạ, gạo thì có người ta cho thường xuyên. Nhưng mà tiền thì không có. Dạ. Bà năm nay tám mấy tuổi rồi hả? 88 tuổi. Dạ, còn cô nhiêu? Chú nhiêu tuổi rồi? Tôi 62. 62. 62. Dạ, bên ấy tiểu đường đi không được. Dạ. Và sáng giờ dùng cơm chưa? Dùng thang thôi. Dạ dạ dạ, dùng rồi. Bà cũng dùng cơm rồi. Dạ. Dạ. Ăn gì? Khỏi heo. Khỏi heo. Khỏi heo rẻ tiền. Rẻ. Ăn cho xong xong thôi. Bóp muối rồi kia. Dạ. Rồi. Xào muối cho. Xào. Mua khổ heo măng. Bóp muối rồi xào ăn. Dạ. Mừng, cay lại mừng. Mua ra được mắt luôn. Mua cá ăn á, đừng mua khổ heo ăn nữa. Dạ. Mua cá. Đừng có ăn bọc khổ heo. Nhiều khi chúng con heo bị bệnh rồi này kia á. Ăn nguy hiểm cho sức khỏe. Bà không có nghe được tiếng Việt. À, nghe đi, được nghe được ít ít mà. Nghe được ít. Nó, nói sao? Sức khỏe bà khỏe không bà? Yeah, bị già rồi 88 tuổi rồi mà. Bà con nó mua. Chị của tôi. Cô cũng đâu có làm gì ra tiền đâu. Mình chua xe dân trả hai. Cây mình chua, cây mình chua xe dân trả hai. Mày nung chào mai cái lên chua tiên. Thường thường người dân ở đây ít có người biết tiếng Việt hả chị? Biết, cũng biết đó. Biết ít hả? Dạ, biết. Người ta nói được, nghe được, mà nói không ra, nói không có. Dạ. Cũng như bữa hổm có ghé ở đây, cũng đoạn này dưới đoạn ở dưới này nè, chỗ chùa Nen Non á. Dạ, dạ. Hỏi mấy ông thanh niên, mấy ông lắc đầu không à? Không biết tiếng Việt. Cũng có người biết mà điều ít. Có chùa Nen Non luôn, cây cha cao. Là sao chị? Mà mẹ người ta cho tiền cho gạo tiền 50 gạo cũng như là nên. Dạ, dạ chùa Nên Non cho gia đình ha. Dạ chùa Nên Non phát cho. Dạ. Chùa Nên Non như này nè. Xây chùa rồi mà ăn cách xi ma gì đó. Dạ. Mà 2-3 năm mà chưa được á. Dạ. Bị bệnh dịch nè. Dạ. Bệnh dịch. Dạ dạ được rồi con đứng được rồi. Dạ con đứng được rồi, ngồi đi. Anh đây đến thăm bà rồi gửi cho ít gạo cho bà ăn, mai mốt con có lên nữa con đem thêm. Dạ. Bây giờ bệnh dịch mình đâu có dám phát gạo, bị tụ tập đông á, nhà nước đâu có cho phát gạo, mỗi một phần với 25 kg á, 20 kg có, 25 kg chứ không có dư, rồi mì rồi này kia nữa, mà tại bây giờ bệnh dịch á, rồi nhà nước người ta không có cho tập tụ tập đông người,
mình nha đâu có phát gạo được. Nhưng mình biết gia đình nào khổ thì mình chở tới cho, chứ giờ đâu có tụ tập đông người được. Còn người ta mướn mua đi ăn mướn mà không, người ta không có chịu mướn, người ta thay già quá, người ta không có kêu mướn. Dạ, già người ta đâu có chịu mướn. Dạ, người ta xa tội vậy đó. Dạ. Ta không ra mướn, bây giờ tôi còn người kêu, người kêu mà không coi như mẹ. Có người kêu đi làm mà mất giữ mẹ. Không, giữ mẹ không có. Dành ra không có đi được. Dạ, không có đi được. Dạ. Con chị á, muốn đi mà người ta nói già quá, người ta không đi dạo kêu, sợ sao người ta tối vậy đó. Dạ, 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 sợ tội. Người già vậy đó. Dạ. Ừ. Sợ sai người già, sợ dạ. Tội. Sợ sai người già, bị người ta cung cho tiên trung đinh. Dạ. Tội nghiệp à. Cho con gửi biếu và 200 và dạ, để mua đồ ăn. Ba người ở chung. Ở chung. À, dạ ăn riêng. Dạ. Con tưởng ba người ở chung, giờ hồi cô là ở riêng. Dạ cô mình ở có ở con mình hả? Dạ. Dạ thôi cho con gửi biếu cô 200. Dạ, để cô mua đồ ăn. Dạ. Xúc động khóc luôn. Xúc động khóc luôn. Không có ở đây có, giờ cô có sống có mình anh à. Còn bà ở đây thì có chị này nuôi nè, coi chăm sóc nè, mà cũng đâu mặn gì ra tiền đâu. Ba mẹ con nè. Vậy là cô này là thứ hai hả? Thứ tư hả? Vậy là chị với mẹ ở nhà bên đó, còn cô ở nhà bên đây. Dạ chùa Rô, đúng rồi. Dạ. Dạ hai ngày nay. Sư. Chào sư. Ông nghe. Này, hôm nay tình cờ gặp sư đi khất thực. Gặp sư đi khất thực, gửi tiền cho. Dạ. Này là sư phó chùa Rô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ dạ. Rồi mấy con đi theo sách đồ, đi theo sư á hả? Cho dân dưa hấu, dân cho sư dưa hấu. À, có gia đình này dân cơm, dân gạo cho sư, dân cơm. Dạ chào chú. Dân cơm cho sư. Có mấy bé này đi theo. À, có con này. Thật thật. Đồ ăn với cơm. Đây ơi, đổ vô cái đổ ở đây nè cô. Để đây nè, để đó đầy chàng đổ. Đường này đi vô chùa luôn đó hả? Rồi sư về chùa. Hôm nay lên cho gạo ba mẹ con người Khmer. Tình cờ gặp sư đi khất thực thì mình quay dân đoạn cho cả nhà xem. Là khi sư đi khất thực là không được nói chuyện với cả nhà. Không được nói chuyện. Cho nên mình hỏi việc sư cũng không có. Vậy là về chùa luôn đó hả mấy con? Rồi. Rồi chú chào mấy con luôn nha. Sư đi đường tắt về chùa Rô đó cả nhà. Mình đảo lại chỗ gia đình của bà Tư mới nãy. Hôm nay có đứa em nó cho gạo, mình lãnh 10 kg, mình đem lên cho gia đình. Ghê sư đi khất thực á, không được phép nói chuyện. Dạ dạ, không phải nói chuyện được đâu. Không nói được. Bây giờ ông còn coi chuyện gì á thì ôi dân chùa, ông mới nói gì mình được. Bọn con đi gì, ông nói không ra không được đâu. Bây giờ ông niệm Phật, ông cho mấy người mất, người ta cho cầu đạt gì, cho mấy người mất cùng mạnh giỏi gì đó. Dạ. Ông lo niệm Phật với niệm kinh cho người những người dân mà khất thực cho sư. Dạ dạ dạ, vẫn vậy đó. Dạ, cho nên sư không được nói chuyện. Dạ, men. Dạ, trao men. Dạ. Cật thà cật mình hơn, ơi lộc mình dân su ấy lộc mình hơn, do chơi ma phù ấy lộc bùng tênh thea đó. Bùng tênh thea là. Mong cùng thea thì phải su không. Cho cơm hết biết nhiều rồi. Dư đồ ăn, có đồ ăn nữa. Dạ, đồ đạc gì. Tôi ngày nay được không được, bây giờ mất đi làm tiếp ăn một chút, bây giờ lại cùng gàng làm cùng không kịp luôn ngày nay. Cũng đi vai mà đi chung, bỏ mẹ không được, còn chị ở nhà mà đi chung. Bữa nay tình cờ gặp sư đi khắp thật á, rồi nhím chút tiền, thưa sư. 3 ngày
ba ngày ông sắc thư một lần. Dạ dạ dạ. Mà em có chuyện gì đó thì lại nhà chị nè cũng biết. Dạ. Dạ thôi con xin cứu bà con đi. Dạ. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ dạ dạ. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ chị khỏe. Dạ chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Mẹ ấy mà mẹ niệm Phật cho. Mẹ dạ có dịp con lên đây nữa con mời đem gạo con biếu gia đình. Dạ dạ. Ờ được em á tôi nói cho em nói cho em đi đó nói em á mà có bà mẹ gì em người nhà bà biết nhiều khi đó. Dạ. Cái dù gì cũng ba biết bây giờ em lại gặp ba đây cũng em cũng được phước nhiều lắm đó không có. Dạ. Được phước nhiều lắm. Dạ 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 dạ. Bây giờ tôi á không nhận ba đâu mà có phước nhiều mà tôi không biết làm sao được tới già không biết làm sao nữa tôi không có con không có cha không có mình ơn bây giờ còn mất ba không mình ơn. Dạ, dạ. Không biết làm sao bây giờ kính lão đắc thọ. Dạ ba gì tôi đâu có chồng có con gì đâu mình ơn hai có hai mẹ con bây giờ mặc bé không biết xong có gì xong nữa nè. Dạ thôi ráng lo cho mẹ đi. Dạ dạ bây giờ thôi ai nói xa nói thì mình giúp đỡ cho mẹ mình thôi. Dạ yeah. Chừng nào thì chết thì mình bỏ đi ai làm phước không lắm sao yeah, cũng yeah. Yeah. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ dạ con xin kiếu. Dạ dạ. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Đây là ngôi nhà bên kia là của hai mẹ con sống riêng. Còn bên đây là người chị của cô đó là con của cái bà 88 tuổi. Sống riêng bên đây. Không có con. Cô sống một mình. Hai gia đình mà hai nhà mà có ba mẹ con nè. Không có ai chăm sóc mà có một người chị đó chăm sóc thôi. Hôm nay có đứa em nó cho gạo rồi mình lãnh 10kg đem lên cho, nhưng mình cho một số tiền cũng cho gia đình mua đồ ăn mà xúc động khóc quá trời luôn, mới tới là khóc rồi.